Như các bạn đã biết, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ hóa vào quy trình sản xuất, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Một trong số đó không thể không kể đến ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, nhóm chúng em đề xuất giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào xếp hạng tín dụng khách hàng. Đầu tiên, AI, trí tuệ nhân tạo là một nhánh trong lĩnh vực khoa học máy tính chủ yếu liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh, ví dụ như có khả năng quan sát hành vi, hiểu ngôn ngữ, học hỏi, suy luận và giải quyết các vấn đề. Vậy tại sao việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào xếp hạng tín dụng khách hàng lại là quan trọng? Để trả lời được câu hỏi trên thì đầu tiên chúng ta cần hiểu được hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đây là hoạt động mà ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp, cá nhân vay tiền trong một khoảng thời gian nhất định nhằm mục đích thu được lợi nhuận. Hoạt động tín dụng ngân hàng đóng vai trò là một trong những hoạt động đem lại lợi nhuận cao nhất của ngân hàng, chính vì vậy mà nó đối mặt với nhiều rủi ro tín dụng như khách hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng, chậm hoặc không trả được nợ khi đến hạn. Hiện nay thì các ngân hàng thương mại đều có hình thức chấm điểm tín dụng. Điểm tín dụng sẽ đánh giá mức độ uy tín của người vay khi sử dụng các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại và điểm số càng cao thì càng được đánh giá tốt. Đối mặt với các rủi ro tín dụng như trên, việc đầu tiên và tiên quyết của các ngân hàng thương mại là đưa ra được giải pháp xếp hạng tín dụng nhằm đo lường rủi ro tín dụng, hỗ trợ phân loại nợ và dự phòng xử lý rủi ro, xây dựng thực thi chính sách khách hàng cho các nhóm khách hàng khác nhau. Để đi vào cụ thể ứng dụng của AI vào xếp hạng tín dụng khách hàng có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng thương mại, nhóm chúng em lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu để nghiên cứu đề tài trên. Đề tài nghiên cứu của bọn em bao gồm 5 phần: lý do chọn đề tài, lập kế hoạch, xây dựng, chạy mô hình chấm điểm tín dụng và cuối cùng đưa ra kết luận. Đầu tiên, lý do chọn đề tài. Với hơn 24 năm phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu hiện nay là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam, với các chi nhánh rộng khắp các tỉnh thành và đội ngũ nhân sự hơn 9.000 nhân viên. ACB cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng như hoạt động cho vay, hoạt động thanh toán, hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, kinh doanh chứng khoán và các hoạt động khác. Trong số đó, hoạt động tín dụng tăng trưởng 16% vào năm 2020. ACB chịu rủi ro tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng, gửi tiền tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cũng như khi ACB đóng vai trò trung gian thay mặt khách hàng hay các bên thứ ba khác, hay khi ACB cấp bảo lãnh. Nên một trong những nhiệm vụ quan trọng cho ngân hàng lúc này là tối thiểu hóa rủi ro tín dụng. Hiện nay, xếp hạng tín dụng được coi như một biện pháp hữu hiệu trong kiểm soát vấn đề này, là chỉ số đánh giá một cá nhân dựa trên các tiêu chí giá trị tài sản, thu nhập, số dư nợ, tình trạng nợ, lịch sử trả nợ, rồi đánh giá theo các mức từ thấp đến cao. Chỉ số này sẽ làm căn cứ xác nhận tài chính của chủ thẻ một cách minh bạch và chính xác nhất, đồng thời định hướng cho khách hàng dịch vụ tín dụng phù hợp và định hướng kinh doanh trong tương lai. Song ngân hàng phải cân nhắc đâu sẽ là công cụ tốt nhất trợ giúp cho việc thực hiện xếp hạng tín dụng. Và để đạt được mục tiêu tài chính đặt ra với năm 2021, ACB càng phải nhanh chóng đưa ra một giải pháp giúp xếp hạng tín dụng một cách nhanh nhạy và chính xác nhất. Sau đây là một vài phương án ACB có thể tham khảo. Phương án 1. Thành lập ban chuyên gia cùng các chuyên viên phân tích, kế toán, kiểm toán trong quá trình thu thập thông tin, xây dựng chỉ tiêu, đánh giá xếp hạng. Phương án 2. Sử dụng mô hình thẻ điểm, xếp hạng dựa trên các bảng chỉ tiêu có sẵn. Phương án 3. Định lượng theo mô hình điểm Z, phân loại dựa trên 3 vùng nguy hiểm, cảnh báo và vùng an toàn. Phương án 4, định lượng theo mô hình logistics. Nhìn chung, cả 4 phương án này đều là các phương án truyền thống, đều có thể dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, xét về lâu dài, hạn chế của những phương án này sẽ gây nên sự tốn kém và cả chờ đến chất lượng xếp hạng tín dụng. Ngân hàng không thể định hướng sử dụng dài hạn đối với phương án 1. Mô hình thẻ điểm lại thiếu tính khách quan, phụ thuộc vào độ tin cậy của cả nhân viên và khách hàng. Mô hình điểm Z chỉ có thể sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính, còn định lượng logistics đòi hỏi dữ liệu đủ lớn và chỉ tính toán từ dữ liệu định lượng. Dưới đây là những ưu điểm của phương án xếp hạng tín dụng dựa trên AI: tăng cường thông tin, giảm tỷ lệ từ chối sai, tăng tỷ lệ chấp nhận, sử dụng các kỹ thuật học nâng cao, không quá chú trọng vào lịch sử tín dụng và nhiều ưu điểm khác. Trong năm phương án, nhóm chúng em chọn phương án xếp hạng tín dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Xây dựng gồm 2 bước. Bước thứ nhất, chuẩn bị và thu thập dữ liệu. Bước thứ hai, xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng. Mô tả bài toán gồm 4 bước. Bước thứ nhất, chia dữ liệu thành 2 tập, tập huấn luyện và tập kiểm thử. Bước thứ hai, tạo N tập huấn luyện con. Bước thứ ba, xây dựng cây quyết định. Bước thứ tư, lặp lại các bước 2, 3 cho đến khi thu được hết cây quyết định.
Các bước chạy mô hình, bài toán, gọi X là tập dữ liệu gồm D thuộc tính về N khách hàng cần chấm điểm tín dụng. Gọi P là xác suất mà khách hàng có khả năng thu hồi nợ, P từ 0 đến 1. Ta gọi F từ X đến P là hàm xác định xác suất có lịch sử tín dụng không tốt của khách hàng. Mục tiêu của bài toán là cần tính toán Fxy thuộc từ 0 đến 1 với mọi X từ 1 đến N. Dữ liệu, kích thước dữ liệu, số lượng bản ghi 109.096, trong đó có tập huấn luyện là 66.789, tập thử nghiệm là 42.307, số lượng thuộc tính 11 thuộc tính gồm 10 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. Biến phụ thuộc là khả năng thu hồi nợ từ khách hàng trong 2 năm tới, 0 là cao, 1 là thấp. Tiếp theo là phân tích các bước chạy mô hình. Chương trình là có giới hạn nhưng mà chúng ta xin phép được chạy tất cả các dữ liệu một lần cho lớp lại chạy nó sẽ tiến hành chương trình luôn ạ. Bước đầu tiên mà có dữ liệu thì chúng ta cần phải tải các cái thư viện Python. Sau đó chúng ta đọc dữ liệu từ tập huấn luyện và tập thử nghiệm từ file set training 08 và file set test 08 để file vào biến train và biến test. Tiếp theo có thể quan sát được một số thống kê nhỏ của các biến. Ví dụ như ở đây, số người vay đã quá hạn trong vòng 30 đến 59 ngày nhưng mà không tệ hơn trong vòng 2 năm qua. Thì cột đầu tiên chính là bao nhiêu giá trị, cột thứ hai chính là giá trị trung bình. Tiếp theo là bao nhiêu giá trị không phải là trống. Phần sau nữa là bao nhiêu giá trị khuyết thiếu của từng biến một, ví dụ như ở biến thu nhập hàng tháng thì là hơn 13.000. Tương tự như vậy chúng ta có thể xem được ở tập dữ liệu thử nghiệm. Đây chính là biểu đồ thống kê số lượng khách hàng có khả năng thu hồi nợ cao và thấp trong vòng 2 năm tới. Thì số lượng khách hàng có khả năng thu hồi nợ cao thì cao hơn hẳn so với khách hàng có khả năng thu hồi nợ thấp. Sau đó đến phần tìm và xử lý dữ liệu ngoại lai, chính là những dữ liệu sai mà chúng ta cần phải loại bỏ. Một 1602 chính là phần dữ liệu ngoại lai, tiến hành loại bỏ các dữ liệu. Sau đó chúng ta hợp nhất tập huấn luyện và tập thử nghiệm. 107.494 chính là phần số lượng bản ghi cuối sau khi loại bỏ dữ liệu ngoại lai. Tiếp theo chúng ta tiến hành đặt lại tên các biến. Sau đó đến phần phân tích các biến, dựa vào mát trận tương quan, chúng ta có thể đo độ tương quan giữa các biến. Sau đó lần lượt phân tích các biến để xem mối liên hệ từng biến đó với biến phụ thuộc. Tiếp theo chúng ta tiến hành kiểm tra lại các giá trị khuyết thiếu lại một lần nữa. Đây chính là một phần bảng dữ liệu cuối cùng mà chúng ta có, cụ thể là 5 dòng đầu tiên. Tiếp theo chúng ta tiến hành mã hóa dữ liệu, chuyển tất cả các biến về dạng nhị phân. Dữ liệu cuối cùng được xử lý chính là 107.494. Sau đó chúng ta thực hiện xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng. Đầu tiên cần phải gán dữ liệu vào hai tập train và tập test. 42.307 chính là phần tập dữ liệu thử nghiệm. Sử dụng đây có 55 thuộc tính, vì so với ở trên thứ 1 thuộc tính là phần biến thụ thuộc của nhóm. Sau đó chúng ta tiến hành bước tiếp theo xây dựng mô hình. Đầu tiên cần phải khai báo để chuẩn bị huấn luyện mô hình. Phần này chính là tầm quan trọng của các biến. Bây giờ đến phần huấn luyện mô hình. Huấn luyện mô hình với tập huấn luyện ở trên. Và tiếp theo kiểm nghiệm mô hình. Phần này chúng ta sẽ thử nghiệm mô hình với dữ liệu CFTest 08. Phần này chính là kết quả. Thì đây chính là xác suất khách hàng có khả năng thu hồi nợ. Sau đó chúng ta lưu kết quả ra file để phục vụ nghiên cứu quan sát sau này. Muốn hiển thị khách hàng có khả năng thu hồi nợ trong 2 năm tới như thế nào thì trước tiên là phải sắp xếp. Cụ thể ở đây sẽ sắp xếp theo xác suất thu hồi nợ khách hàng có ai từ khách hàng trong vòng 2 năm theo thứ tự giảm dần. Và đây chính là phần khách hàng có khả năng thu hồi nợ theo xác suất được chỉ ra ở đây, cụ thể là lớn hơn 0,8. Từ xác suất trên chúng ta tiến hành vẽ biểu đồ. Đây chính là phần khách hàng có khả năng thu hồi nợ cao với xác suất là lớn hơn 0,8. Tương tự như vậy chúng ta có biểu đồ scatter. Với những khách hàng có khả năng thu hồi nợ cao hơn không
thì càng được đánh giá là có khả năng thu hồi nợ cao sau 2 năm, từ đó mà ACB sẽ có cơ sở để cho họ vay. Và cũng ngược lại, những khách hàng có khả năng thu hồi nợ càng gần một thì ACB sẽ đưa họ vào vị trí cần xem xét, từ đó mới xác định xem là có nên cho nhóm khách hàng này vay hay là không. Sau khi chạy mô hình thì nhóm đưa ra một số các kết luận dựa trên các tiêu chí. Thứ nhất, thời gian, tốc độ quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ được đẩy nhanh hơn truyền thống, chỉ với 5 phút điền thông tin cá nhân, 15-30 phút với các thủ tục đơn giản qua hệ thống trang web của ngân hàng, khách hàng có thể có ngay hạn mức thẻ tín dụng lên đến 200 triệu đồng. Chi phí giúp cho ngân hàng cắt giảm được lượng lớn chi phí nhân công và thu hẹp được một số chi phí nhỏ lẻ bên lề nhưng có tác động tới chi phí vốn hoạt động của ngân hàng. Với lợi thế khác biệt thì giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng trong việc giảm thiểu thời gian xét duyệt hồ sơ, tăng chất lượng tín dụng của khách hàng vay trả góp, giảm rủi ro cho vay bằng cách sử dụng nhiều dữ liệu về khách hàng. Với lợi nhuận thì xếp hạng tín dụng giúp cho ngân hàng cải thiện hoạt động tín dụng, giảm nợ xấu và cuối cùng là số hóa các dịch vụ tài chính, nâng cao chất lượng ngân hàng. Trên đây là bài nghiên cứu của nhóm 8 về việc sử ứng dụng AI vào xếp hạng tín dụng khách hàng có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để hoàn thiện đề tài.